Xin chào quý khán giả, xin chào bà con. Chúng ta là cùng gặp nhau trong chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Đây là chương trình truyền hình thực tế nhằm tôn vinh vai trò chợ Việt trong lòng khán giả Việt Nam. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision Media sản xuất. Và tuần này chúng ta cùng tìm hiểu ngôi chợ nào. Chúng tôi sẽ mời quý khán giả biết sau ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tài trợ đồng hành với chương trình. Đó là ba đơn vị tài trợ chính: nhà hàng dầu ăn cao cấp Brony, dầu cá dưỡng chất tự nhiên từ tinh dầu cá Ba Sa giúp sáng mắt, khỏe tim, bổ trí não; nhà hàng găng tay cao su thiên nhiên hợp thành nâng niu đô Tây Bạn; và nhà hàng bột bánh xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế; và các đơn vị tài trợ phụ: nhà hàng sa tế nướng Như Ý Big Coffee và đơn vị tài trợ phục trang công ty dệt kim Tính Thành, với tổng giải thưởng mỗi tuần là 40 triệu đồng bao gồm tiền mặt và những phần quà dành tặng cho ba đội chơi đến tham gia vượt qua từng vòng chơi, cũng như dành tặng cho khán giả đến cổ vũ nhiệt tình như chương trình. Thì chúng tôi xin mời quý khán giả chúng ta cùng tham quan điểm chợ mà tuần này chúng tôi cùng tìm đến. Đó là một ngôi chợ ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Chúng ta cùng tham quan đến với ngôi chợ Kinh Tư. Nằm tại trung tâm xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chợ Kinh Tư là một trong những ngôi chợ xã có lịch sử phát triển lâu đời và quy mô nhất của hệ thống chợ xã tỉnh Bạc Liêu. Chợ Kinh Tư có gần 300 gian hàng lớn nhỏ, kinh doanh đủ các loại mặt hàng nhu yếu phẩm thông thường và các mặt hàng nông thủy sản do bà con địa phương làm ra. Do có vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa huyện Giá Rai, huyện Đầm Dơi và gần với Biển Đông, nên chợ Kinh Tư cũng là một trong những ngôi chợ bán sỉ và lẻ hải sản đánh bắt từ biển vào. Một trong những đặc trưng khác của chợ Kinh Tư là có bán rất nhiều cua Cà Mau do xã Điền Hải, chỉ cách trung tâm Cà Mau khoảng 30 km. Kính thưa quý khán giả, và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với không khí của chương trình tuần này sau khi tham quan chợ Kinh Tư. Lúc này chúng ta đã nhìn thấy ba đội chơi đã sẵn sàng. Những đội chơi được thành lập hết sức ngẫu nhiên. Ba đội chơi sẽ được gắn liền với tên của điểm chợ chúng tôi ghi hình. Như vậy chúng ta có đội Kinh Tư 1, đội Kinh Tư 2 và đội Kinh Tư 3. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón các thành viên của ban trọng tài. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhãn hàng bộ bánh xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bộ quốc tế, anh Vũ Việt Nam. Xin được giới thiệu chị Võ Thị Phỉ, đại diện ban quản lý chợ. Xin được trân trọng giới thiệu anh Quách Dương Trọng, đại diện nhãn hàng sa tế nướng Như Ý. Xin được giới thiệu anh Dương Văn Hưng, đại diện nhãn hàng găng tay cao su thiên nhiên Hợp Thành. Và bây giờ ba đội chơi cùng sẵn sàng đến với trò chơi đầu tiên mang tên Leo Cột Mỡ. Ba đội chuẩn bị bắt đầu. Lá cờ đầu tiên dễ ẹt à, quan trọng là mấy lá cờ sau thôi. Hai lá cờ đầu tiên dễ lắm, quan trọng lá cờ thứ ba kìa. Đó, lá cờ thứ ba này mới chua. Hay hay hay. Đội kiếm thứ hai rất hay. Đội kiếm thứ hai chồng ba là hay rồi. Chồng ba là hay. Đội Kinh Tư 3 có lấy cờ được không? Rồi, chơi kết thúc. Và như vậy đội Kinh Tư 3 dừng lại ở hai lá cờ. Chúng ta về vị trí thứ 3 với 10 điểm. Xin chúc mừng đội Kinh Tư 1 tới lá cờ thứ 3 thì đã không kịp, đã về nhì với 20 điểm và đã giành chiến thắng với 30 điểm. Xin chúc mừng đội Kinh Tư 2. Và đội nhận được giải thưởng nóng của vòng đầu tiên này là đội Kinh Tư 2. Xin mời 4 thành viên đội Kinh Tư 2 bước xuống đây. Chúng ta giơ cao lá cờ chiến thắng lên, xin mời. Lá cờ có logo của nhà hàng bộ bánh xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bộ quốc tế. Như vậy chúng ta nhận được phần quà dành cho đội chiến thắng là phần quà của nhà hàng bộ bánh xèo Hương Xưa, phần quà trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin mời đại diện nhà hàng trao phần quà chiến thắng dành cho đội đầu tiên nhận giải thưởng. Xin chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta đến với hai phần quà đầu tiên dành cho khán giả. Chúng ta có một khán giả cổ vũ nhiệt tình, một khán giả cổ vũ ấn tượng. Đầu tiên, khán giả cổ vũ nhiệt tình sẽ nhận phần quà của nhà hàng găng tay cao su Hợp Thành nâng niu đô Tây Bạn, phần quà trị giá 500.000 đồng. Xin ý kiến ban trọng tài. Tôi xin bình chọn chị áo tím bế cháu ấy. Tiếp theo, một khán giả cổ vũ ấn tượng nhận phần quà của nhà hàng sa tế nướng Như Ý, phần quà trị giá 500.000 đồng. Xin ý kiến ban trọng tài. Dạ, thay mặt ban trọng tài tôi xin chọn cô áo tím đội nón bảo hiểm. Xin được mời đại diện nhãn hàng trao phần quà cho khán giả cổ vũ nhiệt tình và khán giả cổ vũ ấn tượng. Xin chúc mừng hai khán giả. Và bây giờ vòng 1 khép lại và chúng ta cùng đến với vòng 2. Vòng 2 với tên gọi khu chợ vui nhộn. Kính thưa khán giả, kính thưa bà con, và bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 2. Trò chơi dân gian quen thuộc đá gà.
Lúc này chúng tôi đánh số từ ngẫu nhiên từ 1 tới 4 cho cả 4 thành viên trong đội. Nam sẽ thi đấu với nam, nữ thi đấu với nữ. Và lần lượt theo số tự chúng tôi bước vào vòng tròn này. Đây là khu vực thi đấu. Đúng luật của trò chơi là chúng ta bắt đầu kêu lệnh chuẩn bị. Chúng ta co một chân lên, một tay giữ chân co lên và tay còn lại để xuôi theo chân còn lại. Chúng ta tì đè cắn mổ làm sao, miễn sao đối phương rớt cái giò xuống hoặc té ngã hoặc là rời khỏi vòng là chúng ta thắng. Và lượt đầu tiên, xin mời ba con gà số 3. Rồi, vô. Giữ, quá dữ. Chúc mừng 10 điểm về cho đội Kinh Tư 3. Tiếp theo, xin mời ba con gà số 2. Bắt đầu, vô. Còn lại trong vòng. Gà chiến thắng, dữ. Và tiếp theo, xin mời ba con gà số 4. Bắt đầu, vô. Vô, lăn ra. Một lần nữa chiến thắng. Và bây giờ, gà giữ nhất đá cuối cùng. Xin mời ba con gà số 1. Bắt đầu. Ông gà này rất vô luôn rồi. Hay quá, gà đòn quá dữ. 10 điểm cuối cùng cũng kịp thời thuộc về đội Kinh Tư 2, xin chúc mừng. Và kết thúc vòng 2, đội Kinh Tư 1 không thắng lượt nào. Đội Kinh Tư 2 kịp thời có 10 điểm. Đội Kinh Tư 3 thua ở lượt ở vòng 1 nhận 10 điểm nhưng vòng này nhận được 30 điểm, xin chúc mừng. Xin mời 4 đội viên đội Kinh Tư 3 nhận được giải thưởng nóng ở vòng 2. Đội chiến thắng ở vòng 2 nhận được giải thưởng nóng, đó là phần quà của nhà hàng dầu ăn cao cấp Rainy, dầu cá dưỡng chất tự nhiên từ tinh dầu cá Ba Sa giúp sáng mắt khỏe tim, bổ trí não, phần quà trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng đội Kinh Tư 3. Xin được mời đại diện ban quản lý chợ trao phần quà cho đội chiến thắng ở vòng 2. Xin chúc mừng. Và tiếp theo chúng ta đến với hai phần quà dành cho khán giả. Một, khán giả cổ vũ nhiệt tình nhận phần quà của nhà hàng Bồn Bát Xèo Hương Xưa thuộc công ty Liên Bộ Quốc tế, phần quà trị giá 500.000 đồng. Một, khán giả cổ vũ ấn tượng nhận phần quà của nhà hàng Sa Tế Nướng Như Ý, phần quà trị giá 500.000 đồng. Xin mời ý kiến ban trọng tài. Tôi định chọn bé đội nón đen, khán giả cổ vũ nhiệt tình. Chị đây con hoang mang quá. Rồi hai bé vô nhận chung phần quà thôi, vô đây. Tiếp theo một khán giả cổ vũ ấn tượng. Tôi xin được chọn hai bé. Ra vô coi. Xin mời đại diện nhà hàng trao phần quà dành cho hai khán giả nhí cổ vũ nhiệt tình và một khán giả cổ vũ ấn tượng. Xin mời đại diện nhà hàng Bộ Bánh Xèo Hương Xưa và đại diện nhà hàng Sa Tế Nướng Như Ý. Xin chúc mừng. Kính thưa quý khán giả, như vậy là vòng 2 đã khép lại và bây giờ chúng ta cũng đến vòng 3, vòng thi cuối cùng, vòng thi về đích. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, và bây giờ chúng ta cùng đến vòng 3. Trò chơi này với tên gọi thử tài cầu thủ. Mỗi đội gồm 4 thành viên, một thành viên ở vị trí cố định làm người hướng dẫn và cũng là người thủ môn. 3 thành viên còn lại sẽ bị bịt mắt. Mỗi người được phát 3 cái banh và chúng ta có nhiệm vụ bảo quản 3 cái banh của mình. Bị bịt mắt và lần lượt từng người sẽ nghe hướng dẫn của đồng đội mình di chuyển về phía trước, vòng quanh đủ 5 vòng thì chúng ta sẽ lần lượt đá những cái banh bổng về vị trí bên này và thành viên ở bên đây không vượt qua mức quy định làm sao cầm cái thau hứng được trái banh đó là hoàn thành. Và bây giờ đội chơi tham gia trước, đội Kinh Tư 3 chuẩn bị sẵn sàng. Là một vòng quay, vòng quay cao đều. Sắp tới Cà Mau rồi đó. Quay, ngược lại từ vòng mà. Rồi, đủ 5 vòng rồi. Come on.
Ở lượt tham gia của đội Kinh Tứ Ba, chúng ta đã không hoàn thành lượt nào và hết thời gian 5 phút. Xin mời đội tiếp theo. Còn bây giờ là đội Kinh Tứ Hai và thời gian 5 phút bắt đầu. Lẹ tới mình. Tới được. Tới nữa. Tới nữa. Đứng lại. Tới nữa chút nữa. Rồi quay. Quay. Quay lên kia. Qua kia đi tới. Sở lực. Quay quay ngập đứng lại, quay ngược, quay lên trái, quay mặt lại, quay mặt lại sau lưng, quay qua mặt trái, quay bên rồi quay qua mặt trái chút rồi đó. Rồi tới thổi đi, thổi đi, tới tới thổi, tới tới luôn, thổi đi ra tới đại rồi tới xuống rồi thổi, tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới rồi quẹo qua bên trái, rồi trái, rồi quay, 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 quay đi, quay, quay, quay lại đi, quay, một vòng, rồi năm vòng đứng lại, quay bên tay trái, quay sau lưng lại, quay mặt lại, quay qua sau lưng nữa, đừng có đạp, cái bỏng quá. Rồi gọn cái chạy ra chiếc. Rồi chạy ra. Rồi lại đây. Rồi tới. Đi tới luôn. Tới luôn. Tới luôn. Qua tay trái. Tay trái. Ừ tới luôn. Đi tới. Tay trái. Được. Được. Tay trái được. Tay trái được. Chút bước được. Quay lên. Quay sau lưng. Quay mặt lại sau lưng. Quay mặt lại sau lưng. Rồi đi tới. Quay mặt lại sau lưng. Rồi đi tới. Đi tới. Rồi quay. Ừ. Một vòng. Quay nữa. Rồi năm vòng đứng lại. Đứng sau lưng. Quay cái mặt cái sau lưng. Quay mặt cái sau lưng. Chút nữa. Quay qua. Quay lại tới lại. Rồi. Rồi rồi. Đã chưa. Đã. Đã. Mặt mạnh chút thôi. Như vậy là đội Kinh Tứ Hai đã hoàn thành trò chơi này và thời gian hoàn thành là 4 phút 55 giây, vẫn không có bàn thắng. Xin mời đội tiếp theo. Và lượt tham gia cuối cùng thuộc về đội Kinh Tứ Một và bắt đầu. Phản luôn. Bước qua trái, bước. Đi hẳn, đi hẳn, đi hẳn. Qua trái, bước. Quay. Tiếp lên. Quay, quay, quay. Quay vô lẹ lên. 1 5. Rồi, qua rồi, đi, đi thẳng, đi thẳng. Bên trái, bên trái, quay bên trái. Rồi, đá đi, đá đi. Đi lăn, đi lăn. Đã chụp được cái gì? Bên trái đi, qua bên trái. Qua trái nữa. Mày đi lẹ lên đi. Qua trái. Đó.
thẳng lên trước, thẳng lên trước. Quay quay bên trái, quay 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 bên trái á. À, quay quay bên trái rồi quay. Một năm bên trước lại đi, thẳng đi, thẳng lên trước. Quay quay mặt qua bên trái, quay mặt bên trái đã. Sau lưng quay nữa nữa rồi đã đã. Trời, bên quay tay trái nữa, quay nữa, quay bên trái. Ờ rồi đã. Quay bên trái nè, bên trái, bên tay trái, bên tay trái, đá luôn đi. À, chạy đây, đây nè, đi qua bên trái, qua bên tay trái, qua trái nữa, đi thẳng lên, thẳng lên. Bước qua trái bước, qua tay trái bước, bước nữa, rồi đi thẳng lên, thẳng lên, thẳng lên, bước qua tay trái bước đi. Rồi quay quay bên trái á, quay 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 một năm rồi đứng lại đá, đứng lại đi đá, rồi đứng lên đá đá đá, cầm lên đó, cầm mạnh lên đó. Và như vậy là cả ba đội không đội nào ghi được bàn thắng nào, và thời gian hoàn thành trò chơi của đội Kinh Tư một là 4 phút 37 giây, không ghi được bàn, và như vậy thì thời gian sẽ quyết định kết quả của từng đội. Và đội Kinh Tư 3 sẽ nhận được 10 điểm, đội Kinh Tư 2 nhận được 30 điểm, và đội chiến thắng là đội Kinh Tư 1 nhận được 50 điểm. Xin chúc mừng! Xin mời 4 thành viên của đội Kinh Tư 1 bước lên. Đội chiến thắng ở vòng 3 này nhận được phần quà của nhà hàng găng tay cao su thiên nhiên Hợp Thành, nâng niu đô tây mạng, phần quà trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng! Xin mời đại diện nhà hàng trao phần quà cho đội chiến thắng ở vòng 3. Xin chúc mừng! Và bây giờ chúng ta đến với một phần quà dành cho khán giả cổ vũ nhiệt tình ở vòng 3 này. Khán giả nhận được phần quà của nhà hàng dầu ăn cao cấp Rainy, dầu các chất tự nhiên từ tinh dầu cá ba sai, giúp sáng mắt khỏe tim bổ trí não, phần quà trị giá 500.000 đồng. Xin mời ý kiến ban trọng tài ạ. Thay mặt ban trọng tài tôi xin được chọn bé mặc áo trắng đang đứng ngay góc bên đây. Xin chúc mừng! Chúng ta cùng đi tìm các giải may mắn thông qua thức rút tâm. Và bây giờ, các giải may mắn đầu tiên nhận được phần quà của nhà hàng bộ bánh xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh một quốc tế, phần quà trị giá 500.000 đồng. Chúc mừng các giả Trần Kiều Mến. Xin mời đại diện nhà hàng bộ bánh xèo Hương Xưa trao phần quà cho các giải may mắn đầu tiên. Xin chúc mừng! Khán giải may mắn tiếp theo nhận được phần quà của nhà hàng Sa Tế Nướng Như Ý, phần quà trị giá 500.000 đồng. Khán giả tên Phước, xin mời đại diện nhà hàng trao phần quà cho các giải may mắn tiếp theo. Xin chúc mừng! Khán giả hóa tiếp theo nhận được phần quà của nhà hàng găng tay cao su thiên nhiên Hợp Thành, nâng niu đô tây mạng, phần quà trị giá 500.000 đồng. Chúc mừng khán giả tên Chiến, xin mời đại diện nhà hàng. Xin chúc mừng. Và khán giả hóa cuối cùng nhận phần quà của nhà hàng dầu ăn cao cấp Rainy, dầu cá dinh dưỡng tự nhiên từ tinh dầu cá ba sa, giúp sáng mắt khỏe tim bổ trí não, phần quà trị giá 500.000 đồng. Chúc mừng khán giả Ni trái cây. Xin chúc mừng các nhà may mắn cuối cùng. Còn bây giờ chúng ta quay lại và công bố kết quả cuối cùng dành cho ba đội chơi. Chương trình được ghi hình ở chợ Kinh Tư, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa quý khán giả, sau 3 vòng chơi khép lại thì lúc này đây, theo ghi nhận từ ban trọng tài, chúng ta có hai đội bằng điểm nhau sẽ đến với phần tranh tài thi phụ giữa hai đội. Đó là đội Kinh Tư 2 và đội Kinh Tư 1. Và trò chơi dân gian quy thuộc nhảy bao bố tiếp sức. Bắt đầu! Hét tài chân sức! Rồi! Kéo cái quần cao lên! Cầm chặt cái bao bố vô là nhảy ngon lành! Đúng rồi! Cầm chặt cái bao bố vô! Và như vậy, ở phần tranh tài trực tiếp, chiến thắng thuộc về đội Kinh Tư 1. Xin chúc mừng! Và bây giờ chúng ta cùng đến phần công bố kết quả cuối cùng.
Kính thưa quý khán giả, và bây giờ chúng ta cùng đến và công bố kết quả cuối cùng. Trước khi công bố kết quả cũng như trao giải cho ba đội chơi, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ban quản lý của chợ Kinh Tư, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Và thay lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi có những phần quà là những sản phẩm của đơn vị tài trợ xin trao gửi đến ban quản lý chợ Kinh Tư thay lời cảm ơn chân thành nhất. Xin mời đại diện ban quản lý chợ Kinh Tư. Chúng tôi xin trao gửi hai phần quà của nhà hàng Bộ Bánh Xèo Hương Xưa, công ty liên doanh Bộ Quốc tế, và phần quà của nhà hàng Sáng Tới Nướng Như Ý. Thay lời cảm ơn chân thành của chúng tôi, xin được mời đại diện nhãn hàng trao phần quà dành cho ban quản lý chợ Kinh Tư ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đến phần trao giải dành cho ba đội chơi. Với 50 điểm xin chúc mừng đội Kinh Tư 3. Xin mời các anh chị bước lên ạ. Đội về vị trí thứ 3 nhận được giải thưởng bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà của nhà hàng găng tay cao su thiên nhiên Hợp Thành nâng đưa tới bạn phần quà trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng đội Kinh Tư 3. Xin mời đại diện nhãn hàng. Xin chúc mừng đội Kinh Tư 2 về nhì, xin chúc mừng với 70 điểm. Đội về nhì nhận được giải thưởng bao gồm 3 triệu đồng tiền mặt và phần quà của đơn vị tài trợ nhãn hàng dầu ăn cao cấp Renny, dầu các dưỡng chất tự nhiên từ tinh dầu cá ba sa giúp sáng mắt khỏe tim, bổ cho trí não. Phần quà trị giá 2 triệu đồng, xin chúc mừng. Xin chúc mừng cùng với 70 điểm và đến một tỷ phụ đã vượt qua đối thủ trực tiếp của mình. Đội chiến thắng là đội Kinh Tư 1, xin chúc mừng. Đội chiến thắng nhận được giải thưởng bao gồm 5 triệu đồng tiền mặt và phần quà của nhà hàng Bộ Bánh Xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh Bộ Quốc tế, phần quà trị giá 2 triệu đồng, xin chúc mừng đội Kinh Tư 1. Xin mời đại diện nhãn hàng. Xin chúc mừng. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong chương trình tiêu chuẩn vị tuần này. Xin cảm ơn ban quản lý, xin cảm ơn 12 người chơi, xin cảm ơn bà con cổ vũ rất nhiệt tình. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tài trợ dành cho chương trình. Đó là ba đơn vị tài trợ chính: nhà hàng dầu ăn cao cấp Renny, dầu cá dưỡng chất tự nhiên từ tinh dầu cá ba sa giúp sáng mắt khỏe tim bổ trí não, nhà hàng găng tay cao su thiên nhiên Hợp Thành nâng niu đôi tay bạn, nhà hàng Bộ Bánh Xèo Hương Xưa thuộc công ty liên doanh Bộ Quốc tế, và các đơn vị tài trợ phụ nhà hàng Sáng Tới Nướng Như Ý Big Coffee và đơn vị tài trợ phục trang công ty Dệt Kim Tính Thành. Còn bây giờ chúng tôi xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.